Bộ ba xe BYD mới đã về Việt Nam, SUV, sedan, hatchback đều có, đại lý đặt lịch chạy thử tháng sau. Ba xe BYD mới đã cập cảng Việt Nam. Một đại lý BYD tại thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ hình ảnh chiếc BYD Dolphin ở cảng, cho biết đây là chiếc xe được nhập về Việt Nam. Không chỉ có Dolphin mà Sin và Atoba cũng xuất hiện trong ảnh. Nếu đúng, đây chính là ba mẫu BYD đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam. Chiếc xe xuất hiện chính trong ảnh là BYD Dolphin. Xe thuộc phân khúc hatchback hạng B, tương tự Toyota Yaris. Chiếc BYD Atoba phía sau sẽ có kích thước tương đương Toyota Corolla Cross, còn BYD Sin ngang phân khúc Toyota Camry. Trước đó không lâu, hình ảnh của hai chiếc BYD Sin lộ diện trên đường Việt Nam cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đại lý nhận đặt cọc sớm, chào khuyến mãi. Các đại lý đã chào đặt cọc ba mẫu BYD mới này, hẹn ra mắt trong khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2024. Thời gian khai trương đại lý sẽ là trong tháng 6 năm 2024. Nhiều nơi đã nhận đặt lịch lái thử xe cho khách hàng ngay tháng sau. Thậm chí, đại lý BYD tại thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết đang có khuyến mãi cho khách hàng đặt mua xe sớm. Đó là voucher mua phụ kiện trị giá 15 triệu đồng. Trong trường hợp khách không lấy xe, đại lý này sẽ hoàn cọc và vẫn tặng voucher trị giá 5 triệu đồng. Các mẫu BYD đầu tiên bán ở Việt Nam có gì đặc biệt? Cả 3 mẫu xe BYD sắp bán tại Việt Nam đều là xe điện. BYD Atoba có thể sẽ là dòng xe chiến lược của hãng, bởi đây là con gà đẻ trứng vàng cho BYD tại Thái Lan. Mẫu xe này thuộc phân khúc SUV, crossover hạng C, tùy chọn cao cấp nhất cho tầm vận hành lên tới 480 km sau một lần sạc. Thiết kế Atoba không quá đặc biệt khi so với các xe cùng phân khúc. Nội thất xe đặc sắc với màn hình xoay, cần số điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh. Mẫu xe này có các tính năng an toàn tiên tiến ADAS. BYD Sin là sedan hạng D, phân khúc xe có doanh số không mấy nổi bật ở Việt Nam. Điểm đáng chú ý nhất của Sin là tầm vận hành lên tới sấp xỉ 700 km với cấu hình pin cao nhất cho thị trường Trung Quốc. Sin được đánh giá cao về thiết kế, thường được so với Porsche Taycan. Trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn của Sin cũng gần tương tự Atoba. BYD Dolphin cũng nằm ở phân khúc có doanh số không cao ở Việt Nam là hatchback hạng B. Tầm vận hành của Dolphin gần tương đương Atoba. Mẫu xe này có ít trang bị tiện nghi hơn nếu so với Sin và Atoba. Thiết kế nội thất tối giản và thực dụng, hướng tới mở rộng không gian. ADAS cũng có mặt trên Dolphin.